Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lai Toàn Channel. Tiếp tục là cái miếng đất mà ngày hôm qua mình ghi hình nha các bạn. Mình chuyển xe tới thì mình làm ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi. Được cũng gần 2/3 nha các bạn. Đây để mình cho các bạn xem cái phần đất mà làm rồi nha. Cái phần này là cái phần chưa làm nè, cái phần trước mặt các bạn nè. Đó, còn ba cái đầu bắp đó các bạn. Còn cái phần bên đây là đã làm xong rồi nha các bạn. Đó. Cái này chắc có lẽ là làm tới chiều nay không xong nổi các bạn ơi. Và ngày mai thêm một chút nữa ha. Tại vì cái này mình vô tới đây thì cũng trễ rồi. Sáng giờ mình luôn buông việc không có vô ghi hình được. Ngày hôm qua thì giờ trời mưa cho nên là anh nghỉ sớm. Rồi sáng nay vô anh làm tới đây. Sáng giờ tới đây nè. Chắc là ngày mai thêm khoảng chừng tiếng đồng hồ nữa mới rồi các bạn. Thì thường là cái phần cái mương các bạn sẽ đắp cho nó trừ hao, nó mô hơn cái phần đất liếp nha, để sau này nó dẻ xuống nữa là vừa nha các bạn. Cho nên là khi mà cái mương mà mới lắp á, lúc nào nó cũng chỗ cao chỗ thấp chứ không có bằng re nha. Nếu mà làm bằng hết luôn á, sau này cái mương nó sẽ thấp hơn rất là nhiều, lúc đó thì không có đất đâu mà lắp vô các bạn.
Ok, hiện tại thì mình có việc đột xuất cho nên là phải đi về các bạn ơi. Đành phải kết thúc video đây nha các bạn. Rất mong còn thông cảm nha. Tính ghi hình cho đến cuối ngày luôn, nhưng mà có việc đột xuất rồi mà ba mình mới gọi cho mình. Thì mình xin phép được tạm dừng video đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.